Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 vừa qua, quân đội Nga đã xảy ra hàng loạt tai nạn vũ khí nghiêm trọng, trong đó vụ cháy ông láo tàu sân bay Kunesov, u nổi PD-16 cùng tàu ngầm B-380 bị chìm, máy bay ném bom siêu thanh Tupolev Tu-22-13 bị rơi và mới đây nhất là vụ rơi máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 đã làm nên một cái kết không còn gì bi thảm hơn cho ngành công nghiệp chế tạo vũ khí của Nga. Chỉ vài ngày trước khi bước sang năm 2020, ngành công nghiệp chế tạo máy bay của Nga tiếp tục nhận được tin xấu khi mà ngày 24 tháng 12 vừa qua, máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 hiện đại nhất của Nga rơi tại khu vực Konsomuska Amur ở Khabarovsk. Phát ngôn viên của cơ quan an ninh Nga nhấn mạnh rằng máy bay bị rơi là T-50 chứ không phải là Su-57. T-50 là máy bay phát triển theo chương trình chế tạo máy bay tàng hình FGFA giữa Nga và Ấn Độ trước đây. Sau khi T-50 được nâng cấp, không quân Nga đã quyết định mua máy bay này và đặt biên hiệu là Su-57. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Sputnik của Nga, quan chức giấu tên trong Bộ Quốc phòng Nga đã tiết lộ rằng máy bay bị rơi không phải là máy bay T-50 thử nghiệm, mà là máy bay chiến đấu Su-57 đầu tiên trong lô sản xuất hàng loạt để bàn giao cho không quân Nga vào ngày 27 tháng 12. Còn hãng tin TASS dẫn nguồn tin từ Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga đã xác nhận chiếc tiêm kích thể thứ năm Su-57 rơi trong khu vực Khabarov thuộc Viễn Đông là do lỗi kỹ thuật của hệ thống điều khiển máy bay. Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ thống điều khiển tại phần đuôi của máy bay đã gặp lỗi và khiến phi công thất bại trong việc điều khiển máy bay, nguồn tin cho biết. Trước khi Nga chính thức đưa ra tuyên bố về nguyên nhân khiến cho chiếc Su-57 rơi, đã xuất hiện nhiều đồn đoán về nguyên nhân, trong đó có phần lối thuộc về động cơ thế hệ mới nhất Irydel 30. Điều đó càng được khẳng định khi xuất hiện một thông tin thú vị khác, đó là cơ quan chức năng tại Cosmonautica Amur đã khẳng định rằng vụ tai nạn xảy ra khi máy bay đang thực hiện một vụ thử nghiệm động cơ mới nhất. Được biết, nhà sản xuất máy bay mang tên Gagarin đã chuyển đổi nguyên mẫu t 50 thứ hai thành máy bay thử nghiệm động cơ Irydel 30 và được lắp trên Su-57. Hiện chưa rõ máy bay bị rơi đã được lắp ráp hai động cơ sản phẩm IDLE 30 hay vẫn giữ nguyên động cơ AL-41. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên chiếc chiến đấu cơ mang nhiều kỳ vọng của không quân Nga gặp sự cố kỹ thuật này. Sau vụ suýt rơi vì động cơ hồi năm 2017, còn có thêm hai sự cố nữa được ghi nhận trong quá trình thử nghiệm Su-57 cũng liên quan đến IDLE 30. Cụ thể là trong chuyến bay thử nghiệm diễn ra vào ngày 11 tháng 10 năm 2017, mẫu thử nghiệm tiêm kích tàng hình thế thứ năm Su-57 đã gặp phải sự cố tương đối nghiêm trọng. Vụ việc trên khiến cho máy bay rung lắc và mất kiểm soát, nguy cơ bị rơi là rất cao. Nhưng phi công thử nghiệm là người láo luyện nên đã đưa được chiếc tiêm kích này trở về căn cứ an toàn một cách hú vía. Sau sự cố này, không quân nga đã đình chỉ tạm thời các buổi bay kiểm tra tiếp theo của Su-57 trước khi nguyên nhân chính xác gây ra lỗi kỹ thuật trên được khắc phục và sửa chữa một cách triệt để. Động cơ Ideline 30 này có các đặc điểm bên ngoài rất khác biệt khi đặt cạnh dòng AL31FN hay dòng AL41F1S đang trang bị cho dòng tiêm kích thuộc họ Flanker. Động cơ Ideline 30 là một động cơ tiên tiến nhất của Nga. Theo kế hoạch ban đầu, động cơ này sẽ được lắp đặt trên máy bay trong chương trình FGFA. Tuy nhiên, chương trình này đã bị dừng lại do phía Ấn Độ cho rằng trình độ kỹ thuật của Nga và Ấn Độ không đủ để chế tạo thành công Idilai 30. Vụ rơi máy bay này làm cho giới quan sát đặt câu hỏi với Idilai 30, thậm chí là tính năng của Su-57. Vừa qua, Su-57 của Nga đã thực sự tạo ra một làn sóng đối với dư luận quốc tế. Mới đây, không quân Nga thông báo đã thử nghiệm thành công máy bay chiến đấu Su-57 tại chiến trường Syria và quyết định sẽ triển khai hai máy bay Su-57 đến chiến trường Syria trong thời gian tới. Thông tin này đã thu hút được sự chú ý rộng rãi của dư luận quốc tế, khi mà cùng lúc đó, truyền thông Nga cũng tiết lộ không quân Algeri có ý định mùa Su-57 và hợp đồng này của Algeri sẽ phá vỡ sự thống trị của F-35 trên thị trường máy bay chiến đấu thể thứ năm toàn cầu. Với vụ tai nạn vừa rồi, liệu rằng Idila 30 và Su-57 đã sẵn sàng để đưa vào hoạt động và xuất khẩu sang các nước khác hay chưa? Sau khi sự việc trên xảy ra, giới quân sự Nga đề nghị rằng Bộ Quốc phòng nên hoàn thiện thật kỹ lưỡng Su-57 trước khi nhận vào trang bị để tránh tình trạng bị đổi giá lên gấp nhiều lần trong khi lỗi kỹ thuật vẫn chưa được khắc phục và hầu hết như là trường hợp trước F-35. Vì rõ ràng tiềm lực tài chính của Nga không thể so sánh với Mỹ để chạy theo chữa cháy khi đã trang bị. Còn trong nước Nga, sự cố rơi máy bay chiến đấu thể thứ năm là Su-57 vừa qua đã tạo thành một cú sốc tại Nga. Các nhà phân tích quân sự Nga thì cho rằng tháng cuối cùng của năm 2019 thực sự là một tháng khó khăn nhất. Trong tháng 12 năm 2019, quân đội Nga đã gặp một số tai nạn nghiêm trọng. Hồi đầu tháng, tàu sân bay đô đốc Kunesov, tàu sân bay duy nhất của Nga, đã gặp hỏa hoạn mà theo tiêu chuẩn của Mỹ thì đây là một trong những thảm họa đáng sợ nhất có thể xảy ra với một con tàu. Thậm chí, các chuyên gia Nga còn cho rằng con tàu này đã quá già cỗi. Sau khi xảy ra vụ cháy, thì chỉ còn phù hợp để bán sát vụn. Nguyên nhân gây ra đám cháy trên tàu sân bay xảy ra từ một tia lửa trong quá trình hàn. Đốm lửa đã bắt vào các mảnh vụn trong hầm máy, từ đó ngọn lửa lan sang dây cáp điện rồi gây cháy và mất kiểm soát. Tờ báo Commerçant đã đưa tin. Truyền thông Nga thì cho biết rằng vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên tàu sân bay, tức là tuần dâm hạng hàng nặng màn máy bay của Hải quân Nga đã dẫn đến thực tế là thiệt hại lên tới 95 tỷ rúp tức là vào khoảng gần 1,5 tỷ đô la, chiếm khoảng từ 20 đến 25% chi phí chế tạo một con tàu mới. Theo các chuyên gia, do thiệt hại là rất nặng nề, nên tốt hơn là loại biên chiến hạm này thay vì tiếp tục sửa chữa. Một nguồn tin tại trụ sở hạm đội phương Bắc thì cho biết, thiệt hại gây ra cho tàu sân bay đô đốc Kunosov do hỏa hoạn có thể lên tới là 95 tỷ rúp. Chúng tôi đang nói không chỉ về thiệt hại đối với các cấu trúc của hàng không mẫu hạm, mà còn về các thiết bị cần phải sửa chữa tiếp sau khi bị hư hỏng nặng. Đáng chú ý là một số nguồn tin thậm chí còn tuyên bố rằng vụ hỏa hoạn trên tàu sân bay đô đốc của Nassau có thể đã được cố tình gây ra nhằm mục đích phá hoại. Cuộc điều tra cũng đang hướng theo giả thiết trên. Cần lưu ý, trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố rằng chi phí xây dựng một trong những dự án tàu sân bay tương lai đã được phê duyệt, giao động trong khoảng từ 300 đến 400 tỷ rúp. Điều này cho thấy việc tiếp tục sửa chữa tàu đô đốc Konesov đang tỏ ra là một hành động vô nghĩa. Ngay sau khi kết thúc vụ cháy, Nga lại tiếp tục xảy ra sự cố, tức là u nổi PD-16 cùng với tàu ngầm B-380 bị chìm vào đêm 14 tháng 2 tại vịnh Junaza, gần Sevastopol. Cụ thể, nguồn tin quân sự từ hạm đội biển đen Nga đã cho biết u nổi PD-16 cùng với tàu ngầm B-380 bị chìm vào đêm 14 tháng 12 tại vịnh Junaza gần Sevastopol. Tàu ngầm này đã được đưa trở lại mặt nước và đang tự nổi. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân được xác định bắt đầu từ tình trạng cú nát của u nổi, khiến cho nước tràn vào các khoang chứa và làm cho nó bị chìm. U nổi PD-16 được đưa vào sử dụng từ năm 1941, phục vụ quá trình bảo dưỡng và sửa chữa các chiến hạm của Liên Xô. Ban đầu, u nổi này có thể tiếp nhận những tàu mặt nước và tàu ngầm có lượng sán nước tới 5.000 tấn, và đóng tại quân cảng Sevastopol từ sau Thế chiến thứ hai. Hải quân Nga đánh giá u nổi không thể sửa chữa và loại biên nó trong thập niên 2010. Nguồn tin Hải quân Nga cho biết rằng B-380 thì là tàu ngầm diesel điện thuộc đề án 641B-SOM, được Liên Xô đưa vào biên chế năm 1982. Tàu dài 91 m rộng 9 m và có lượng giá nước là 3.800 tấn khi lặn. Hải quân Nga định hiện đại hóa B-380 vào thập niên 2000 nhưng dự án này đã bị hủy bỏ. Con tàu được đặt tên là Shizato vào năm 2008, sau đó bị loại biên và đưa lên u nổi PD-16 để chờ rã sắt vụn. Đây chính là nguyên nhân khiến vụ tai nạn xảy ra mà không có bất kỳ thương vong nào, nguồn tin từ hạm đội biển đen Nga cho biết. Thống kê rộng hơn thì năm 2019 thực sự là một năm bi thảm đối với quân đội Nga. Hàng loạt các sự cố xảy ra đối với lực lượng hải quân và không quân Nga Đầu năm 2019, Nga bắt đầu năm mới với vụ rơi máy bay ném bom siêu thanh Tupolev Tu-22 M3 khi máy bay này đang hạ cánh xuống một căn cứ không quân thuộc thành phố Olenegos thuộc vùng Murmansk. Trên máy bay có tổng cộng là 4 người, bao gồm chỉ huy, cơ phó, hoa tiêu và người điều khiển máy. Máy bay không mang theo vũ khí. Theo xác nhận của Bộ Quốc phòng Nga, 3 thành viên trong phi hành đoàn đã thiệt mạng. Chỉ có duy nhất một người sống sót hãng tin Sputnik dẫn lời chuyên gia hàng không Nga Valim Lukasevich cho rằng máy bay có thể đã rơi xuống đường băng do một cơn gió thẳng đứng trong trận báo tuyết. Đến tháng 9 năm 2019, không quân Nga liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn máy bay. Đó là vụ rơi máy bay tấn công huấn luyện chiến đấu Su-25UB tại khu vực Staropol. Nguyên nhân khiến cho chiến đấu cơ Su-25UB rơi tại Staropol là một trong khi bay huấn luyện đã phát sinh lỗi kỹ thuật ở phần cánh khiến cho phi công mất kiểm soát, khiến chiếc máy bay này bị rơi. Máy bay Su-25UB rơi khi đang tiến hành một cuộc diễn tập hỗn hợp với sự tham gia của hệ thống phòng không Buk M2, hệ thống phòng không S-300PS. Cùng với đó, còn có sự tham gia của tiêm kích Su-30SM, cường kích Su-25, trong đó có khoa mục phóng tên lửa phòng không để tiêu diệt mục tiêu giả định xâm nhập khu vực. Chính vì vậy, nhiều trang báo của Nga đã đặt nghi vấn về khả năng chiếc Su-25UB này đã dính đạn từ cuộc diễn tập và nó hoàn toàn không hề phát sinh lỗi nào trong quá trình bay huấn luyện. Và đây cũng được cho là nguyên nhân khiến cho cả hai viên phi công trên chiếc máy bay không thể kích hoạt ghế phóng để thoát hiểm khi máy bay lao xuống đất. Các phi công đã thiệt mạng trong tư thế trong buồng lái của máy bay và bị vùi xuống đất tại độ sâu khoảng 3 mét. Một vụ tai nạn nữa cũng cực kỳ nghiêm trọng trong năm 2019 của quân đội Nga xảy đến với chiến đấu cơ Su-34 khi hai tiêm kích Su-34 hư hại nặng va vào nhau trong lúc bay huấn luyện tại vùng Lispec, các phi công không bị thương sau va chạm và tìm cách cho máy bay hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, buồng lái, động cơ và thân của một chiếc Su-34 bị hư hại nặng. Hồi tháng 1 năm 2019, hai tiêm kích ném bom Su-34 cũng quyệt cánh vào nhau khi bay trên biển Nhật Bản, khiến cho hai phi công thiệt mạng, một phi công mất tích và một phi công thì được giải cứu. Đến tháng 12 năm 2019 Ngoài các vụ tai nạn đã nêu trên, thì hồi giữa tháng 12, máy bay trực thăng tấn công Mi-28 của không quân Nga cũng đã bị rơi tại vùng Krasnodar. Có thể khẳng định rằng, ngành công nghiệp vũ khí quốc phòng của Nga hiện nay cùng với Mỹ là hai quốc gia hàng đầu. Hầu như các nước khi muốn có nhu cầu mua sắm trang thiết bị vũ khí hiện đại của hải lục không quân thì đều có nhu cầu muốn liên hệ với ông chủ Nga hoặc Mỹ vì những tính năng ưu việt mà các nước khác khó sánh bằng. Tuy nhiên, với những tai nạn liên tiếp trong năm 2019, có lẽ Nga đã tự đánh mất uy tín của chính mình và khiến cho các nước bắt đầu phải dè chừng và lo ngại về vũ khí của Nga. Người được lợi có lẽ lại là người Mỹ. Bản tin của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Nếu quý vị yêu thích video, xin hãy share, like và để lại ý kiến của mình tại phần bình luận bên dưới video. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.